Hello, hello xin chào tất cả các bạn nhé Thì uh, trò chơi cũng đã được khoảng uh, 58 ngày rồi, 57 58 ngày rồi. Thì gần 2 tháng đã cập nhật một phiên bản mới đầu tiên khá là lớn. Thì đối với mình là cái phiên bản này thì cũng rất là nảy nọ bởi vì cái, viên, cái phiên bản này nó có thể thay đổi một số cái cục diện trận đấu cũng như meta. Nói chung nói về cái meta thì nó có rất nhiều kiểu meta các tốp này, meta các server này rồi meta bót này meta nông dân này meta cày chay này rồi meta có hàng vạn mà meta thì cứ mỗi lần có một chuyển biến thì tùy theo tư duy của người Việt Nam tư duy của mọi người chơi như thế nào nó sẽ là vòng quay của cái meta đó nhé thì chúng ta sẽ cùng nhau về nói về cái bản cập nhật của đợt này bản cập nhật này có 3 vấn đề thứ nhất là đế thính thứ hai là tất tỉnh những con tướng cam cũng như là ra tính năng cờ thì chúng ta sẽ nói qua một chút cờ nhá cái cờ thì mình cũng đã nói video rồi và mình quyên phần là tiệm thì đối với mình cái tiệm này thì khá là ổn áp nhưng lợi nhất vẫn là minh giới thì vì được mua cái thần thông diêm vương ở đây một tuần mua một lần thì theo như mình thấy thì cày cái này nó cũng cực cực hơn đi chơi 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 thầy các bạn chơi thầy thì mình tính xương xương một tuần các bạn kiếm được một cái động viên thần thông đỏ ông nào đen quá thì tuần rưỡi kiếm vẫn dễ dễ hơn đỡ áp lực hơn ờ, còn mà đối với cái này thì các bạn phải đi hàng ngày nói chung là cũng như nhau thôi đều là phải tham gia hoạt động hết thì cái này một ngày các bạn sẽ kiếm được 15 cái 15 cái tính cho các bạn vào đây nữa thì các bạn đạt được một cái ranh nào đó để leo ranh cũng mệt nhé không không đơn giản đâu các bạn nhé thì cái này nó cũng sẽ chia cụm cho các bạn Tùy tình hình cùng các bạn như thế nào Thì tính xương xương ấy Một mùa thì các bạn kiếm được tầm khoảng 15 15 nhân với 10 10 ngày 10 ngày thì tầm các bạn sẽ kiếm được một cái thần thông đỏ đi Cho mình chia ra cho nó dễ Ở tầm 10 ngày Từ 8 đến 10 ngày gì đó thì với việc như thế này thì cũng ổn Riêng Thánh thì có cái thần thông này À, thánh thì sẽ được ít sử dụng hơn còn đối với minh giới cũng như là bên tiên ấy thì sẽ được sử dụng khá là nhiều thánh thì nó sẽ thuần về sát thủ bây giờ chúng ta mới cảm nhận được là thánh thuần về sát thủ rất nhiều và về bên yêu thì cũng dần dần phải có kế hoạch chuyển sang đọc đốt cũng như là minh giới đốt đọc gì đấy thì cái đốt đọc này nó sẽ tùy thuộc vào rất nhiều việc mà meta chúng ta chơi. Ví dụ như mấy ông tiên mà ăn rồi chơi sát thủ hoặc là mấy ông minh giới chơi sát thủ, ông thánh chơi sát thủ thì hầu như các bạn không thể chơi đốt được. Chơi đốt chỉ áp dụng khi trận đánh diễn ra lâu, nghĩa là qua vòng thứ hai thì việc đốt nó sẽ diễn ra rất là mạnh. Cái phát huy khả năng đốt rất là tốt cũng như đọc Còn một trận đánh kết thúc từ vòng thứ nhất rồi thì đốt không có ý nghĩa gì đâu các bạn thì chúng ta sẽ nói về con tướng đế thính một tí thì các bạn có thể vào chỗ đồ giám ý, đồ giám thần tướng đây là con tướng đỏ đầu tiên thứ ba xuất hiện ở, ở bên minh giới nhá bắt thì con này sẽ thuần về hỗ trợ được cái là kích hoạt cái con này thì khá là dễ chỉ cần một con tướng đỏ bất kỳ là được để mà nhận được con tướng này thì mình nói với các bạn là nông dân cải chay là hầu như các bạn chỉ kiếm được một đến hai con là hết cỡ mệt lắm tốn rất là nhiều tiền cái này con này chỉ dành cho các boss và nó ở một cái sự kiện nó không diễn ra và hầu như nó không không mở free cho các bạn đâu các bạn phải chiêu từ cái sự kiện này đi đấy chúng ta phải chuẩn bị cái tinh thần như thế thì nếu mà chúng ta mà không thể lên sao ấy một số bạn bảo tích vô tự thiên thư thì cũng được nếu bạn bạn mà muốn chơi con này nhưng mình nghĩ là chúng ta nên chuyển hướng sang chơi thiên kỹ các bạn ừ, là cho nó một chút thiên kỹ bởi vì thiên kỹ con này khá là mạnh thay vì mình chúng ta chơi tướng bởi vì nuôi tướng thì khá là cực các bạn biết mà nuôi tướng là cực hơn nuôi thiên kỹ rất nhiều nuôi tướng thứ nhất các bạn phải cho nó ăn học đầy đủ không cho nó ăn học đầy đủ thì nó ngỏm ngủ tỏi sớm thì nó vô nghĩa không có ý nghĩa trong trận đấu đâu thứ nhất là phải trâu chó khỏe hiện tại thì sức của một người nông dân chỉ nuôi được từ 1 đến hai con mà các bạn vác con này vào nữa thì chả vác phá gì vác một quả tạ vào khá là mệt. Tuy đó là góc nhìn của mình, nhưng mình vẫn muốn là các bạn lấy thiên kỹ con này. Thiên ký con này rất là ngon. Về cái về cái nội dung của con này thì mình cũng đã qua tí nó bảo gì mình cũng chưa xem. À, nó nói con này là con gái, rồi trinh tính tình ôn hòa, à, có hình dạng người trong thần thú trong tuyền thuyết. có thể à, lắng nghe mọi vạn vật, nghĩa là ai mà nói thầm nói xấu gì ấy suy nghĩ cái gì xấu xa hoặc là suy nghĩ cái gì nó thể lắng nghe được nhé nó lắng nghe từ tâm hồn nó tiếng nói nói chung nó kiểu nhìn thấu mọi vạn vật con này khá là kinh nếu mà bảo mà về cái thần thoại thì con này đẳng cấp cực kỳ luôn nhận rõ về tài năng tìm kiếm con người này Nói chung là con này về, về cái độ mạnh thì khá là mạnh Thì con này được gọi là à, địa tạng vương môn hạ của địa tạng vương bồ tát chứ con này mình nhớ là dưới âm tào địa phủ ấy mình đọc một số cái truyện tiên hiệp thì con này là có một con thú của địa tạng vương bồ tát kiểu thú cưỡi còn trong này thì nó ghi là môn hạ thôi thì cũng môn hạ cũng được cô là hình dạng con người của thần thú thông thiên tuyết nói chung là địa tạng vương bồ tát thì ngày xưa cố truyện thì góc thì đầu tiên là theo phật sau này à, sau này bị biến cố thì bị xuống dưới minh giới ấy, làm việc giới nói chung là cái này thì nó có rất nhiều bản không chính thống nên mình sẽ nói chung chung vậy còn các bạn suy nghĩ thế nào thì tùy các bạn à, chúng ta sẽ nói về tiếp cái à, kỹ năng của nó nhé À, kỹ năng của nó thì đây à, đam đánh thường 150 khá là cao về chỉ số cơ bản thì ổn nhé chỉ số cơ bản so với những tướng đỏ khác thì như nhau thôi à, con này có một cái là nó có gây ra trúng độc và làm trúng kích kích hoạt trúng độc luôn các bạn nhé khi mà trượt tấn công bổ sung ấy may như tấn công bổ sung ấy nó mà tấn công lần đầu mà nó kích hoạt độc luôn thì khá là kinh đọc này của nó thì được độc khai hiệp các bạn Khá là rén Khi ra tận thần thứng đỏ bất kỳ Tăng giảm sát thương Khá là trâu như 20% Khi bắt đầu trận đấu Bản thân tăng thêm trăm sinh lực tối đa các bạn Khá là khỏe Thì uh, Chúng ta sẽ đến khi con này cộng 4 ấy, Thì nó mở cái tính năng luân hồi giới Thì uh, con này có một cái đặc biệt Làm cho nó là nó có cái chức năng là luân hồi giới sinh và tử nha các bạn à, sinh thì nó sẽ cho các bạn à, miễn dịch đam cũng như là chuyển hóa cái lượng đam đó năm mươi lượng đam miễn dịch đó thành máu và nó trị liệu người bị tấn công ấy và để thính trị liệu cho bản thân mình và người bị tấn công luôn và cái này thì kích hoạt được bốn lần khá là kinh còn khi mà cộng 11 thì khi mà bản thân ở hàng sau ấy Thì nó lại hy sinh sinh lực Để gây cho kẻ địch có sát thương thấp nhất gián tiếp các bạn Đấy, Nói chung là một cái là búp hỗ trợ Một cái là búp đa Thì ngon nhất của nó là khi cộng 15 Cộng 15 thì nó sẽ xoay vòng cái vấn đề sinh tử diệt này Nó sẽ xoay vòng nha các bạn Nên khá là thích và nó mặc định là tăng 20% giảm sát thương hoặc là 20% sát thương tùy theo việc là uh, mở cổng sinh hay là cổng diệt cổng sinh thì sẽ là giảm, giảm sát thương mà cổng diệt thì sẽ là tăng sát thương khá là hay đấy con này nói chung là con này kiểu thiên biến văn hóa còn riêng cái pháp bảo của con này thì khi một bất kỳ kết thúc một cái vòng luân hồi giới thì bản thân được hồi 50% sinh lực các bạn kinh nhé Mỗi vòng tối đa được hồi hai lần May như hồi hai lần ấy, Nói mà hồi liên tục thì có mà chết Nghĩa là con như con con này là Một vòng là nó có thể Được 100% sinh lực Đáng sợ ờ, à, Đây chúng ta cùng xem kỹ năng của nó một chút Đây nó mở một cửa đầu tiên này đây giảm chặt thương đây là cửa cửa sinh nhưng các bác vì nó ở hàng đầu nên sẽ là cửa diệt khi ra đầu tiên bây giờ là cửa sinh nó sẽ xoay vòng nhé các bác đây đây mới cửa diệt này nói chung là khá là thích cảm giác là con này nó vào nó khá là ảo ma các bạn Nhưng mà khi mà các bạn mà không có đủ tiền nuôi nó thì khá là khoai ờ, <laughs> uh, Mình sẽ nói về cái thiên kỹ của con này Cái thiên kỹ con này khá là cực kỳ khá là ngon nha các bạn Đây đây là một cái thiên kỹ đỏ nha các bạn Và chúng ta cũng xem cái hiệu quả của nó Khi mà các bạn đạt cái mắc ấy Thì uh, nó cho thần tướng có tấn công cao nhất ta khí ước thì hiện tại những bạn nào mà xem nội dung của mình đa số là đi theo meta sát thủ hoặc là đi đam ao trình khá là nhiều hoặc là đi một cái tư duy lên dồn vào một tướng thì lúc đó các bạn sẽ kích được cái năng lực của tướng chính của ta rất là nhiều từ cái khí ước này thì khi khí ước này thì nó sẽ khi bị tấn công miễn dịch 30% sát thương nghĩa là làm tướng chính của mình được miễn dịch 30% sát thương Đấy, sau khi bị tấn công chuyển hóa 50% mức miễn dịch đó thành sinh lực Trị liệu cho người bị tấn công và người sở hữu Kinh Đáng sợ thật Nghĩa là người mặc cái thiên kỹ này Thì sẽ được trị liệu hồi máu này Và người mà được búp đam ấy, à, Búp cái miễn dịch ấy Thì cũng sẽ được trị liệu máu nữa Sau khi tấn công Người sở hữu hy sinh 18 phần năm sinh lực cho địch thấp nhất sát thương gián tiếp bằng. Nói chung là ngon nhất là ngon cái miễn dịch 30% sát thương các bạn nhé, rất là ngon. Nghĩa là ừ um, bụp cho con tướng chính của mình khá là chịu thì các bạn chỉ cần lên lên một cái cũng ngon rồi các bạn. Lên một cái miễn dịch 15% sát thương cũng ngon rồi, hay là lên ngon nhất là lên hai đi. Lên hai các bạn sẽ miễn dịch được tuần 30% sát thương. Sát thương tổng nha các bạn. Ví dụ như người ta gây cho bạn 100% sát thương thì các bạn chỉ cần Ờ, chống đỡ 70% sát thương thôi Mà chưa kể nhá 30% sát thương nó nó chuyển hóa thành máu Thì coi như là mình coi như là một nửa đi Đúng không? Chuyển hóa 50% là 15% Trong 30% đó Rồi nó cộng thì 70 Trừ đi 15 Là nó còn khoảng 55 nữa Mình tính 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 kiểu ảo ảo tí thôi Nó cũng không thực tế lắm đó Thì cho các bạn mình tưởng là nó sẽ cực kỳ ngon thì cái này nó có đúng hay sai thì chúng ta phải test và Cảm nhận chứ con này thiên kỷ còn là chất Thì theo như quan điểm của mình nông chân cải chay đừng có nuôi tướng Chúng ta hãy lên thiên kỷ con này nhé à, Tiếp theo nữa chúng ta sẽ Quay trở lại về vấn đề thức tỉnh nhé Đợt này thì uh, vấn đề thức tỉnh Có thứ nhất là thêm thức tỉnh nguyệt lão Thì uh, riêng con nguyệt lão Là một con búp khá là đa năng nó được sử dụng hầu như tất cả bốn phe, chỉ có minh giới là hơi ít sử dụng một chút thôi. Thì có một điều đặc biệt khi mà nó thức tỉnh hai thì nó sẽ tăng 45% phòng thủ. em tăng 45% trăm phòng thủ thì mình thấy cũng không biết nó nhiều hay ít bởi vì bình thường hiện tại thuộc tính chúng ta đang sử dụng là thuộc tính giảm sát thương là nhiều. Hầu như đi thủ thì ít lắm. Đa số mọi người đi chỉ số nội tại giảm sát thương là chủ yếu. Về thức tỉnh 3 thì khi đồng đội đồ liên kết nhận được trị liệu hoặc hậu thuẫn thì chuyển trị liệu 15% hậu thuẫn cho đối phương. À, khá là thấp các bạn, 15% trị liệu hậu hồ, hồ, thuẫn cho đối phương bên cạnh thì nó cũng khá là thấp. Cái này thì sẽ thuật về tiên hơn. Nếu mà các phe khác mà muốn lên thức tỉnh thì chính thức tỉnh 2. Nhưng mình nghĩ ít ai lên thức tỉnh 2 lắm. Bởi vì hiện tại cái lượng tài nguyên thức tỉnh nó khá là tốn. Không phải tốn mà nó khá là hiếm. Ví dụ nhé, hiện tại là mình đã là ngày thứ 57 Thì lượng tài nguyên của mình này Lượng tài nguyên của mình đã đủ để thức tỉnh một cái đồ đỏ nữa nhé Nghĩa là mình bây giờ đang có kế hoạch lên hồng hoang ấy Các bạn thấy mình mua đồ lên hồng hoang chưa? Nông dân đấy các bạn Thì các bạn xem series mình biết mình cũng cái này mình cũng nâng lên Mà đợt vừa rồi mình nâng rồi mình đã thức tỉnh được cái con tiểu bạch long lên bậc một rồi mình đã thức tỉnh được con tiểu phật long lên bậc một rồi đấy mình đã thức tỉnh được nó tiểu long lên bậc một rồi thì mình đang có ý định là lên thức tỉnh tiểu long lên bậc hai luôn bởi vì trong quá trình này mình còn rất nhiều thời gian mình thiếu là thiếu cái gì mình thiếu đồ kiểu châu các bạn nhé mình thiếu đồ kiểu châu để lên cái vũ khí đỏ chứ mình không thiếu tài nguyên đâu các bạn nhé thiếu là thiếu kiểu châu rất là cay thì nếu mà các bạn nào mà có nạp một chút ấy, thì đồ kiểu châu sẽ nhiều hơn mình rất nhiều bởi vì người ta sẽ vào vòng vòng một tám thì cái đồ kiểu châu nó ngon hơn nhiều thì riêng mình thì cái sở từ này mình cũng đấu giá đều bình thường thôi nhưng mà giành giật từng tí từng tí một nói chung là với lượng tài nguyên thế này thì mình tự tin là mình sẽ kịp tiến độ là tầm khoảng khi mà mình mà lên cái đồ đỏ thứ hai ấy, cái vũ khí đỏ thứ hai thì mình sẽ đủ thành nguyên để lên à, kia luôn lên đồ hàng vũ khí hồng hoang luôn thì hiện tại mình đang thiếu tận à, hai món cửu trâu nữa các bạn thì để kiếm được một tuần thì sẽ kiếm được khoảng à, hai tuần ừ, khoảng 10 ngày thì sẽ kiếm được một món thì 20 ngày 20 ngày đến một tháng nữa mình sẽ kiếm được hai món cửu trâu nữa tổng cộng là ba món thì lúc đó mình sẽ thức tỉnh được đỏ luôn rồi nếu mà có tài nguyên thì chỉ có thể lên được không hoang Nếu mà sự kiện chiêu tài nó may mắn một chút nữa ừ, Chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề thức tỉnh tướng nhé Bởi vì mình cần phải nói về vấn đề um, đồ đỏ tí Bởi vì đồ đỏ nó sẽ ảnh hưởng bởi việc vấn đề các bạn có quyết định thức tỉnh hay không Thì khi mà các bạn đã có vũ khí đỏ rồi thì các bạn Tùy trường hợp nhé Ví dụ như bên tiên Bên tiên thì thường sẽ đỡ áp lực hơn Ví dụ như tiên thì riêng ba con này thì các bạn không cần thức tỉnh cũng được nó không ảnh hưởng quá nhiều nhưng tiên thì mình vẫn khuyến khích các bạn thức tỉnh uh, nguyệt lão một chút bởi vì tiên giai đoạn này nó có những cái lợi thế từ những cái thiên kỹ mới uh, cái lợi thế từ thần thông mới thần thông thủ rồi mới thì cho 40 phần năm thằng thủ thì khá là ngon còn đối với thánh mình chơi thánh nguyệt lão thì hầu như mình sẽ không lên bởi vì nguyệt, uh, nhược điểm của thánh nó ở tiểu bạch long nên đa số các bạn thánh sẽ lên tiểu bạch long tiên thì có thể các bạn lên lên bậc hai cũng được nếu mà các bạn cảm giác mà có lực thì tùy tùy các bạn cái này tùy tình hình của các bạn bởi vì tiên đợt này cũng phải có lực kìa. vì tiên đợt này cũng nuôi mỗi dương tiễn cũng mệt rồi có một số bạn thì nuôi thêm nguyên quân nữa ừ, nguyên quân để phản đam thì cũng khá là mệt lực còn mà nếu mà các bạn có điều kiện thì thức tỉnh lên cũng được thôi Uh, tiếp theo nữa thì về vấn đề à, uh, sa ngô tĩnh sa ngô tĩnh của bên thánh thì đợt này nó cũng khá là ngon các bạn nhưng uh, thánh thì hiện tại người ta sẽ dồn vào ưu tiên cho tiểu bạch long hơn nên con này hơi bị lép tí một tí tuy rằng hoạt ảnh của anh ấy rất là đẹp nhìn rất là hầm hú các bạn nhìn đẹp cực kỳ dã man luôn nhìn đẹp kể cả nguyệt lãng vậy Bản Long thì nhìn hơi uh, bình thường chứ nhìn con này hầm bú lắm Nhìn giống như Nhưng mà có con gì nhỉ Cái gì trong uh, mình xem Kim Dung ta Tôi này Ông gì mà chan nuôi của thằng Tôi quên này <laughs> À giống thằng Kim Ma Sư Vương Đúng rồi nhìn hầm hố giống Kim Ma Sư Vương các bạn <laughs> Kim Ma Sư Vương tà tốn đấy Uh, tiếp theo nữa thì ở bên minh dưới minh dưới thì có sự xuất hiện bị ngần hoa bị ngần hoa thì giảm uh, nổ các bạn nhưng bị ngần hoa thì mình đánh giá khá là cao khi mà thức tỉnh ba thì cái tu la này nó lấy tấn công của người cao nhất các bạn nhé rất là ngon khi mà kế thừa tấn công cao nhất ta thì các bạn tưởng tượng nếu mà các bạn nuôi một con như ngộ không nhưng mình á mình mà con ngộ không đam ao trình bây giờ gọi ra một con tu la đam ao trình nữa <laughs> <laughs> thì nhưng đội hình phải chụp lại được các bạn đấy mình cũng có được những góc nhìn rất là hay thì tu la hiện tại đam của tu la là bao nhiêu à, mình cũng không nhớ rõ là đam tu la là nó nó lấy từ đâu nói chung là nội dung video những cái video như thế này khá là dài ấy, mình cũng lười làm nhưng không làm thì không được không làm mình cũng không có góc nhìn về trò chơi tiện thì vừa làm vừa mò rồi chúng ta cùng nhau thảo luận đây tu la nhé uhm. thì 28 28 phần trăm sát thương phép thuật hơi nhỏ các bạn cho toàn bộ phe địch quá là nhỏ các bạn 82 phần trăm sát thương phép thuật nghĩa là 8324 nghĩa là bằng 1 phần 3 đam rùa thôi hơi nhỏ các bạn mỗi đôi đi nắp rùa mà 240 mà chưa ăn thua nữa Con này, tư con này được cái là đam diện rộng Trừ trường hợp mà đang quá, đam quá ao trình ví, ví dụ như người ta 20 triệu máu mà mình 5 triệu đam Thì thì được, nghĩa là ao trình gấp 3 lần Thì xài con tu la thì có ghi một phạt tu la nó chết hết được Nhưng hầu như là sẽ không không ai nhưng mình ý thôi Con này, Nicky Mình tưởng cái tu la kia nó ngon chứ Thế thì nách các bạn Thế thì minh giới thì chắc cũng là Chỉ bên Bạch thử thôi các bạn Bạch thử vẫn là này nọ chút Nói chung là tùy nhé Cái góc nhìn của mình thì sơi chung chung à, Quyết định thì vẫn là ở các bạn nhé Rằng mình thì tiền ở các bạn ừ, Chi tiêu ở các bạn Việc à, theo hay không theo tùy các bạn nhé à, Tiếp theo nữa thì à, Đến con Kim Giác Kim Giác đợt này thì khá là ngon bởi vì kim giác thì thường một số bạn hiện tại đồ hình yêu sát thủ ấy có một số bạn cho kim giác vào. Và đợt này thì kim giác ngon khi thức tỉnh 2 à, hiệu ứng lưu đài 3 luôn các bạn. Không thể hành động các bạn nhé. Tăng cấp lưu đài 2 thành lưu đài 3 và không thể hành động rất là kinh, giảm sát thương giảm 30% sát thương. Giảm 30% sát thương này là giảm cái chỉ số phần trăm sát thương hay mình nghĩ là giảm cái chỉ số phần trăm sát thương à, giảm cái chỉ số phần trăm giảm sát thương nhé ví dụ như nó mà nội tại của nó có những cái bức giảm phần trăm sát thương gì cái thì nó sẽ giảm cái này thì phải ừ. chứ không phải là giảm 30% phần trăm sát thương nhé nói chung là cái này mấy cái thuật ngữ này đôi lúc chúng ta phải test này hoặc là có thể lỗi dịch thuật chứ không biết được Uh, khi thức tỉnh 3 thì mỗi lần mục tiêu lưu đẩy 3 kim giác trộn 30% tấn công và phòng thủ trộn thì không biết kẻ địch có bị mất không nhỉ duy trì hai diệp khá là kinh ấy nghĩa là con này một con hỗ trợ đây chúng ta sẽ xem lại cái tướng của nó nhé bởi vì con này thì ít người xài và một số bạn bên yêu yêu thì hầu như cái thông tin về yêu nó bị hạn chế khá nhiều con này đi với ngân giá combo đây một trăm phần trăm lưu đài này khi mà lên à đây mục tiêu chạy thiêu đốt thêm mục tiêu lưu đài 1 năm từng tích khóa cái lưu đài 2 ở đâu nhỉ? Đây này, tăng cấp lưu đài này, lưu đài 2 sẽ xuất hiện khi có pháp bảo 25 và khi mà thức tỉnh thì sẽ chuyển biến lưu đài 2 thành lưu đài 3 thì mình để xem nào mục tiêu chỉ thả thương siêu đốt chuyển 100% sát thương cho mục tiêu lưu đài kinh nhỉ? những thế là con nào mà bị lưu đài này sẽ bị hứng một lượng đam khá là nhiều cũng như bị 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 khắc chế khá là nhiều mình xem kỹ năng con này may nhỉ con này kỹ năng mục mục tiêu thì vậy ở ừ, may một mục tiêu nó giống lý tịnh lý tịnh thì cũng có một cái hiệu ứng làm giảm giảm sức mạnh của kẻ địch nhưng một đơn mục tiêu các bạn đơn mục tiêu này thì nếu mà lắp vào được nó có nó có ép được cái thần thông đam không có những cái thần thông nó có thể khắc chế được đâm chính của chúng ta ví dụ như hai cái thần thông mà hiện tại mà bọn quan âm và thiên đế hay xài cái thần thông gì thì mình không nhớ nữa à, video của mình đến đây chắc cũng hết rồi đấy à, nội dung chỉ xoay quanh ba vấn đề đó thôi à, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại